Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với V Channel. Thì ở đây chắc hẳn mọi người khi mà sử dụng các sản phẩm của Apple như iPhone, iPad thì ai cũng đều gặp bị cái tình trạng gọi là khi sử dụng máy thỉnh thoảng máy sẽ bị đơ hay là chậm, dùng không được mượt. Cái đấy thì không phải là do lỗi cho máy mà chỉ là do lỗi phần mềm, do mình trong thao tác sử dụng ban đầu chúng ta sử dụng không đúng cách dẫn tới những cái lỗi phần mềm đó khiến cho phần phần mềm xung đột nên nó sẽ làm chậm máy cũng như là làm cho máy bị đơ, bị đứng. Thì có rất là nhiều cách để giải quyết vấn đề này, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cách để các bạn có thể tự xử lý được cái tình trạng của máy mình khi mà gặp cái vấn đề đơ lắc đó, giúp cho máy có thể chạy mượt mà hơn những vấn đề sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đầu tiên trong một trong những cách mà để mà làm cho chiếc iPad mình chạy có thể nhanh hơn, không bị chậm. Thì giờ chúng ta sẽ đi vào bước đầu tiên, đó là như các bạn soft reboot. Soft reboot ở đây nghĩa là chúng ta không tắt máy theo một cách bình thường mà chúng ta dùng thao tác để tắt máy, và trong lúc tắt máy đó làm cho máy reset lại, tắt hết tất cả những ứng dụng chạy nằm giống như là ứng dụng chạy nền để cho máy khởi động lại một cách trắng, máy trắng lên khởi động không có bất kỳ cái ứng dụng chạy nền nào, giúp cho nó nhanh hơn. Thì soft reboot này gần như là có thể giải quyết được mọi vấn đề của máy, giống như khi bạn bị đứng máy hay gì, các bạn có thể sử dụng soft reboot để đưa máy rời lại, mở máy lại rất là bình thường. Thì giờ thao tác soft reboot á, thì chúng ta sẽ giữ cùng lúc nút home và nút nguồn đối với iPad, còn đối với lại cái dòng iPhone mà từ 7, 7 Plus trở lên á, thì chúng ta giữ nút volume, down và nút nguồn. Đối với 8, 8 Plus hay X thì chúng ta sẽ sử dụng nút lên, bấm nhanh nút lên, xuống rồi đè nguồn. Thì ở đây đối với iPad thì mình sẽ bấm nguồn và nút home. Thì mình sẽ làm thử cho bạn xem. Giữ chặt cả hai nút trong vòng khoảng 10 giây, máy sẽ tắt và mua ra, bấm lại tới khi máy lên lại chỉ táo, vậy là máy nó khởi động là thành công, tất cả những ứng dụng chạy ngầm đều được tắt hết. Đây không có ứng dụng. Còn đối với cách thứ hai, đó là chúng ta sẽ tắt bớt cái chuyển động của hình ảnh, giúp cho máy xử lý một cách mượt mà hơn, nhanh hơn. Thì để chúng làm sao để làm được như vậy, thì chúng ta sẽ vào đầu tiên, chúng ta vào cài đặt và cài đặt chung. Thì sau khi vào cài đặt chung, tìm cái phần trở năng ở đây, các bạn kéo xuống ở đây có phần, các bạn thấy này, giảm chuyển động, các bạn tắt giảm chuyển động đi, tắt giảm chuyển động đi sẽ làm cho máy chạy mượt hơn và không bị khựng khựng ngưng khựng lại. Có một cách để giúp cho chiếc iPad chúng ta chạy nhanh hơn nữa, đó là tắt đi cái ứng dụng chạy nền. Bình thường khi mà chúng ta mở chiếc iPad lên, có rất nhiều ứng dụng mà khiến chúng ta cho phép nó chạy nền bên dưới, dẫn ra tới nó ngốn RAM. Khi nó ngốn RAM thì chiếc máy sẽ chạy chậm đi, xử lý không còn nhanh lúc đầu. Thì làm sao? Bây giờ mình sẽ vào cài đặt, vẫn là phần cài đặt chung, nhưng chúng ta sẽ tìm ở đây có phần làm mới ứng dụng nền. Như các bạn đọc ở đây, nó có dòng hướng dẫn này: khi có wifi mạng di động thì nó sẽ tự làm mới. Thì bây giờ chỉ cần các bạn tắt đi thì sẽ giúp cho duy trì pin, các bạn có thể trâu hơn cũng như là nó chạy mượt hơn, do không phải liên tục làm mới cái ứng dụng bên dưới, những ứng dụng chạy ngầm dùng sẽ tắt. Rồi một cách nữa thì mình sẽ chỉ với các bạn, đó là dùng để mà giải phóng cái không gian lưu trữ của máy, như là khi máy chúng ta tải quá nhiều app á, điều đó sẽ dẫn tới cái việc là máy cái không gian lúc sử dụng lúc nhiều app nó sẽ bị chậm máy. Thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử là chúng ta nên xóa đi những cái app mà chúng ta không sử dụng để giải phóng bớt không gian dung lượng của máy, để cho máy có thể xử lý nhanh hơn. Thì làm sao để xóa đi? Thì các bạn sẽ vào cho mình phần dung lượng mà sử dụng. Khi bạn vào dung lượng mà sử dụng, các bạn bấm quản lý dung lượng, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái ứng dụng các bạn sử dụng. Thì đó các bạn sẽ lựa chọn ở đây xem nè, mức độ sử dụng, thì cái nào các bạn thấy cảm thấy không cần dùng thì các bạn có thể xóa đi để giải phóng bớt năng lượng, cái dung lượng cho máy, để máy có thể chạy mượt hơn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là cách cuối cùng, cũng là cái cách mà theo mình nghĩ là nó dễ dàng nhất cũng như là giải quyết được hầu hết tất cả những cái lỗi phần mềm cơ bản mà các bạn không biết bật tắt đâu. Cũng như trong quá trình sử dụng, có nhiều lúc chúng ta tắt máy, chúng ta mở đi những cái ứng dụng mà chúng mình không muốn, hoặc là mở những cái chức năng mà chúng ta không hiểu, dẫn tới việc sử dụng không được như ý. Thì bây giờ các bạn muốn đưa máy cho về cài đặt gốc và không ảnh hưởng tới dữ liệu mình, các bạn hãy làm như vậy. Các bạn vẫn vào phần cài đặt chung,
các bạn bấm đặt lại. Thì ở đây dòng đầu tiên có một dòng đặt lại tất cả cài đặt, các bạn bấm đặt lại tất cả cài đặt. Thì đây máy cũng sẽ thông báo đó là thao tác này đặt lại tất cả cài đặt, sẽ không có dữ liệu và phương tiện nào bị mất đi. Nó chỉ đơn giản là chuyển máy trở về cái gọi là cái trạng thái ban đầu. Toàn bộ cài đặt của máy là y như lúc mà mới mở máy, y như là được Apple được setup ngay từ ban đầu. Nó sẽ không có bị những cái lỗi phần mềm mà chúng ta gặp phải trong vấn đề sử dụng do chúng ta thao tác mà dẫn tới những cái lỗi phần mềm. Thì cái máy thao tác này đặt lại cài đặt sẽ làm nó trở lại cài đặt gốc để thể giải quyết hết những cái vấn đề phần mềm mà trong quá trình có sử dụng đó. Thì giờ mình sẽ đặt lại thì máy lúc này sẽ tự động reset lại. Khi máy tự động reset lại thì các bạn đối với những thông tin chúng ta mất đi sẽ là có những thông tin giống như là vân tay, mật khẩu hoặc là hình nền. Thì các bạn phải cài đặt lại những thông tin cơ bản này, tại vì như mình nói máy sẽ đưa máy, cái thao tác này sẽ đưa máy trở lại cái trạng thái của nó như ban đầu, giống như là khi chúng ta vừa mở máy mới lên như thế nào thì trạng thái máy lúc này sẽ y chang như vậy, trừ những dữ liệu chúng ta có sẵn thôi. A few moments later. Ok. Đó, sau khi chạy lại như thế này, máy sẽ tự động trở lại màn hình đó, y như máy mới. Thậm chí là cái nó sẽ mở hết những cái chức năng có thể mở, Bluetooth hay 3G gì đó. Nói vậy ra, những cái thao tác vừa rồi là những thao tác giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái việc mà để tăng lên cái hiệu suất của máy, cũng như là làm cho máy đỡ bị chậm hay lắc, làm cho máy cho nên chạy mượt mà hơn. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái mẹo nhỏ thôi, rất là dễ dàng cho các bạn thao tác, có thể giúp ích được cho bạn trong quá trình sử dụng máy. Rồi, vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn khoảng 4-5 cách. Thì tùy vào cái tình trạng máy của mình á, thì các bạn có thể xử lý theo từng cách. Thí dụ nó chỉ đơn giản là các bạn thấy nó hơi chậm, các bạn hãy thử từng cách một để xem cái nào có thể cải thiện được. Thì cái phương pháp mà như mình nói đặt lại là cái phương pháp gọi là dễ nhất, nhưng mà nó sẽ reset hết cài đặt lại. Các bạn phải cài đặt lại thì tương đối cũng hơi khó chịu đối với vài người, do từ cỡ chữ, hình ảnh, hình nền mình phải cài lại. Nên nếu không có cần tới á, thì các bạn cứ dùng những thao tác trên, giống như là tắt ứng dụng chạy ngầm hoặc là tắt giảm chuyển động cho máy cho nên mượt hơn là thôi là đủ rồi. Còn đối với những cái app mà không dùng á, thì các bạn cứ xóa đi để giải phóng dung lượng RAM cho nó dễ dàng hơn. Thì đó, hôm nay mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cách này. Thì hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy giúp ích được cho các bạn trong vấn đề sử dụng. Thì các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.